ấy. Người đẹp đấy nha, báo cáo với các bác là em đóng vào cái lồng rất là rộng rãi đấy, cho cả máng để cho nước vào đây, cho cả máng tự động. Rồi em đánh dấu con nào đầu đỏ là ra đầu đỏ, con nào đầu đen là ra đầu đen luôn. Giờ này em đang đứng để đợi xe gửi đấy. Chim rất đẹp luôn. Chỗ này là 15 con, 15 con chim. Em xin review lại đây để cho các bác xem. Thủ Đức nhận chim tại bến xe miền Đông, đã chuyển khoản thanh toán. Chỗ này là 15 con chim, ngày hôm nay gửi ngày 22 tháng 5 các bác nhá. Ngày nào anh gửi hàng à? Hả? Còn ngày ở đây bán mít thì thấy ngày nào anh gửi hàng à? Khênh hộ anh lên lên cốp xe cái nhá. Đã. Tí nữa xe đến khênh hộ anh lên hộp cốp xe cái. Có từng mấy con chim mà phải bảo khênh hộ anh.
Ờ thì anh vừa một tay anh quay anh mới nhờ em nhé. Tí nữa mua cho tạ mít, không phải cãi nhiều. Không có mít thì cân cả người lên. Xe đến rồi, xe đến rồi, xe đến rồi. Nào khinh đi, khinh đi, khinh đi, khinh đi. Từ từ đã, để mở vừa cốp đã. Xuống mát mẻ, tiền cầm luôn.